PRISTIN, một trong những nhóm nhạc nữ được mong chờ, đã tuyên bố tan rã vào đầu tháng 5. Và những người hâm mộ đã biên soạn về những nơi ở hiện tại của các cô gái. Nào, chúng ta hãy cùng xem họ đã làm gì trong những ngày này. Đầu tiên là Lim Na Young, nhóm trưởng của PRISTIN đã dự đám cưới của cô bạn và hiện là đại sứ của Insadong tại Seoul. Người ta nói rằng cô hiện đang chuẩn bị để trở thành một nữ diễn viên. Vào ngày 22 tháng 8, công ty Saplam Artist đã xác nhận: gần đây chúng tôi đã ký hợp đồng với Lim Na Young và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy có thể tỏa sáng rực rỡ. Người thứ hai là Roa Kim Min Kyung, hiện đang học hè tại trường đại học và sống một cuộc sống như một sinh viên bình thường. Và một số người đã phát hiện ra cô tại ga tàu điện ngầm. Yuha Kyung Won chia sẻ rằng cô đang chuẩn bị trở thành một nữ diễn viên nhạc kịch. Tuy nhiên, cô ấy là thành viên giao tiếp với người hâm mộ của mình nhiều nhất thông qua phòng chat. Jung Eunwoo, đầu tháng 7, PRISTIN đã chúc mừng sinh nhật cô. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, không có tin tức nào về Eunwoo cả. Người thứ 5 là Rena. Kang Yeobin đã từng biểu diễn cùng với ban nhạc indie trong một buổi hòa nhạc cách đây không lâu. Cô chia sẻ rằng mình đang làm tốt và sớm có tin tốt để chia sẻ với người hâm mộ. Ju Kyun Kyung, Kyun Kyung rất có thể sẽ tham gia IOE trong cuộc hội ngộ của họ trong tương lai gần. Người thứ 7 là Yehana. Kim Yeowon đã chia sẻ rằng cô ấy đang chuẩn bị cho một cái gì đó vào tháng 6, nhưng kể từ đó fan đã không nghe thấy bất kỳ tin tức nào khác. Siyeon và Sung Yeon, hai cô gái đã được nhìn thấy có một bữa ăn cùng nhau. Mặc dù không có nhiều thông tin được chia sẻ, người hâm mộ hy vọng rằng họ vẫn đang theo đuổi giấc mơ của mình. Và cuối cùng là Kila. Kila hiện vẫn tương tác với người hâm mộ thông qua phương tiện truyền thông và gần đây cũng đã tham dự KCON 2019.